Xin chào toàn thể các anh chị em đã trở lại với kênh Đức Duy Xe Lướt, có địa chỉ là 106 Toàn Giới Hà Nội. Và em Đức Duy, trưởng phòng kinh doanh tại showroom Tô HDC Auto. Hôm nay em về một chiếc xe Mac GLC 300, xe sản xuất năm 2018 và đăng ký lần đầu năm 2019, biển số Hà Nội, rất rất đẹp anh chị nhá. Xe chạy được 5 vạn km, có màu trắng và nội thất là màu kem, tông màu mà thực sự để nói là nó tuyệt vời nhất của dòng Mac ở tất cả các phiên bản anh chị nhá. Chúng ta hãy đi nhanh đến những cái phần option nổi bật của chiếc xe. Đầu tiên thì nói về cụm đèn. Cụm đèn thì được trang bị cụm đèn bi này, full LED, có giải đèn LED day night ban ngày, cũng như là có cả hỗ trợ đánh lái theo góc cua anh chị nhá. Rất là xịn sò, đi kèm với đó là 6 mắt cảm biến trước sau này và hỗ trợ lùi chuồng, ghép dọc, ghép ngang tự động. Rất là xịn sò. Tiếp theo thì về phần mặt ca lăng thì đã được gia chủ người ta lên cái mặt ca lăng hình sao rơi này, cũng như là logo, đây là logo 3D, rất đẹp luôn anh chị nhá. Đấy. Sơn zin thì nó còn đến hơn 90% cơ. Đấy, rất giữ gìn luôn. Từ những cái chi tiết nhỏ thôi cũng sẽ đánh giá được cái xe nó là lướt như thế nào ạ. Lốp thì đã được trang bị là lốp thay mới một dàn lốp Bridgestone rồi anh chị nhá. Đây. Đúng rồi, lốp đã được thay một dàn lốp Bridgestone của tuần thứ 54 của năm 2020, nên là lốp còn rất là dày anh chị nhá. Đấy, tất cả những cái bậc lên xuống này. Đấy, không có một chút móp nào cả. Xe thì rất là đẹp luôn. Chúng ta hãy vào xem luôn về nội thất một chút nhé. Đây, nội thất kem. Ghế cũng là một phần mà để mà nói là cái nội thất kem này thì nó rất rất là đẹp. Nhưng mà nó nếu như đối với những người chủ mà người ta không giữ gìn ấy, thì nó sẽ xuống màu rất là nhanh. Như đây anh chị có thể thấy được là cái mùi ghế của em nó còn rất là căng nhé, rất là dày đây. Không có một tí gọi là ha mòn gì cả. Xe thì rất là mới luôn. Nội thất màu kem thì đem lại cho anh chị những cái cảm nhận mà nó là tốt nhất, nó là rộng nhất và luôn luôn có những thứ mà nó làm cho mình cảm thấy rất là sang trọng, đúng không ạ? Ghế sau cũng vậy thôi ạ. Rất tuyệt vời. GLC 300 thì đã được trang bị cửa sổ trời đôi này. Đấy, cam 360 này, bóng hơi này, nâng hạ gầm này. Đấy. Rất là nhiều tính năng nó xịn sò. Hộp điện rồi. Đây. Biển số của em nó đây nhé, chị anh chị nhé. Thực sự là rất rất đẹp luôn. Xe thì là một chủ từ đầu thôi ạ. Đã ốp full cả thảm 6D rồi. Cốp điện này. Xe thì không mất một phần keo chỉ nào anh chị nhé. Bên em bán ra thì bảo hành cho anh chị là 1 năm, tương đương với 10.000 km. Bảo hành 4 tiêu chí là xe không bị đâm đụng tai nạn, không gặp nước thủy kích. Động cơ số của xe là nguyên bản, cũng như giấy tờ pháp lý của xe là minh bạch. Xe bên em thì bao check test hãng đầy đủ cho anh chị, để anh chị thoải mái và yên tâm nhé. Cửa gió hàng ghế thứ hai này. Nội thất kem thì đúng thực sự để mà nói là nếu mà không giữ gìn thì nó sẽ xuống màu rất là nhanh. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể thấy được là người chủ người ta giữ gìn chiếc xe như thế nào. Tất cả những phần gỗ này, 13 loa giải trí Boombaster này, nhớ 3 vị trí ghế này. Ở GLC 300 của em đăng ký 19 này thì nó đã được sang cái bản kính 3 lớp rồi anh chị nhá. Đấy, kính 3 lớp rồi. Ta sẽ nổ máy một chút này. Đây, xe chạy được 5 vạn rưỡi này. Đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Vô lăng của em nó thì còn rất là mới nhá. Đấy, rất là mới này. Em quay gần nhất cho anh chị xem được những cái phần tì tay của chiếc GLC này của em, thực sự rất là đẹp luôn. Cam 360 này, cảm biến trước sau này, cảm biến đèn này. Đấy. Rồi cũng như là màn hình giải trí digital cỡ lớn ở đây. Màn hình to rồi. Phần yên ngựa của chiếc xe thì được trang bị là gỗ vân đen chìm nhá. Đấy, rất là nổi bật đúng không ạ? Đi kèm với đó là nâng hạ gầm này, i-stop 5 chế độ lái này. Đấy. Cân bằng điện tử và một con chuột điện tử ở đây. Gương thì toàn bộ là gương chống chói tự động hết rồi anh chị nhé. Thì chiếc GLC 300 này của em, xe sản xuất năm 2018 và đăng ký lần đầu năm 2019. Một chủ từ đầu, biển số Hà Nội, biển cũng rất là đẹp luôn, màu trắng, nội thất màu kem. Full lịch sử bảo dưỡng của hãng mà mới chạy có 5 vạn km thôi thì thực sự để mà nói là rất là mới đúng không ạ? Thì chiếc xe em đang chào bán với mức giá là 1.799.000 đồng, có hỗ trợ về giá và có hỗ trợ cả về trả góp, lên đến 75% giá trị xe cho anh chị nhé. Trong vòng khoảng từ 5 cho đến 6 năm mà không cần chứng minh thu nhập đâu ạ. Giải ngân rất là nhanh thôi, chỉ trong khoảng 3 cho đến 4 ngày là anh chị đã có thể lấy xe đi rồi. Đó. Đây là video em quay về chiếc Mac GLC 300 của em, vừa mới lấy về tối hôm qua thôi ạ. Em quay luôn lên cho anh chị xem và cảm nhận cùng em.
chiếc xe. Anh chị nào muốn chạy thử hay là qua cảm nhận thực tế thì hãy gọi điện trực tiếp đến số line trên màn hình của em là 0985 337070 hay là qua địa chỉ là 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Em sẽ hỗ trợ anh chị về các cái thủ tục mua bán xe hay là về trả góp, tất cả mọi thứ về xe nha anh chị nhé. Một lần nữa em cảm ơn anh chị đã quan tâm hết video của em. Xin chào.